Nhận diện âm mưu của các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi lãnh đạo đảng tuân thủ hiến pháp. Gần đây, nhân danh tổ chức xã hội dân sự, các đối tượng phản động lợi dụng các sự kiện chính trị đang được dư luận xã hội trong và ngoài nước quan tâm như sự kiện Gạc Ma, cuộc xung đột Nga-Ukraine để bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước ta. Trên Facebook, Đài Á Châu Tự Do, tổ chức Lập Quyền Dân, tán phát bài. Nhân sự kiện Gạc Ma, các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi lãnh đạo đảng tuân thủ hiến pháp. Nội dung bài viết nêu việc 8 tổ chức xã hội dân sự đã ra lời kêu gọi. Toàn đảng, từ trung ương đến cơ sở, phải học tập và tuân thủ, sống và làm việc theo hiến pháp. Tất cả mọi công dân, đảng viên và lãnh đạo chỉ cần tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đã được hiến định. Viện dẫn một số điều trong Hiến pháp năm 2013, di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong các văn kiện Đại hội Đảng. Nghe qua, ai cũng lầm tưởng chúng có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay sau vỏ bọc đạo đức giả ấy là bộ mặt của những kẻ phản động với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Chúng xuyên tạc, vu cáo và rêu rao rằng Hiến pháp là văn bản để thực thi, không phải là văn bản để đối phó với nhân dân. Nhà nước không được phép tùy tiện sách nhiễu và chấn áp các tổ chức và những cá nhân thực thi các quyền tự do. Dễ dàng nhận ra âm mưu, thủ đoạn và bộ mặt đạo đức giả của chúng. Dưới vỏ bọc xã hội dân sự là việc lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do đóng góp ý kiến, các đối tượng phản động thúc đẩy tư tưởng nhân quyền cao hơn chủ quyền, hướng lái đánh lừa dư luận và những người dân, công khai các luận điệu xuyên tạc, công kích, chống phá với mưu đồ thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa tại Việt Nam, hình thành các hội nhóm, tổ chức để tập hợp lực lượng, tiến hành huấn luyện, đào tạo các phương thức hoạt động, tạo dựng lực lượng chống đối trong lòng đất nước. Xa hơn là tiến đến các cuộc bạo loạn lật đổ theo hướng cách mạng màu, cách mạng đường phố. Mục tiêu của cái gọi là xã hội dân sự tại Việt Nam là tạo ra con đường để hình thành các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản một cách công khai, hợp pháp. Từ đó, các đối tượng đưa Việt Nam đi vào con đường đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với nhà nước và xã hội. Không ai còn lạ gì 8 tổ chức xã hội dân sự và những nhân vật đại diện cùng ký tên trong cái gọi là tuyên bố 14.3. Lập Quyền Dân Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu văn hóa đại diện. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Nguyên Ngọc, nhà văn đại diện. Diễn đàn Xã hội Dân sự Nguyễn Quang A, tiến sĩ tin học đại diện. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Đình Cống, giáo sư khoa xây dựng đại diện. Diễn đàn BOSIT Việt Nam, Phạm Xuân Yêm, giáo sư vật lý Paris và giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư ngữ văn Hà Nội đại diện. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Võ Đăng Thôn, nguyên giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đại diện. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đại diện. Câu lạc bộ Hoàng Quý, Hoàng Đức Kiên, cựu chiến binh đại diện. Đây đều là những tổ chức tập hợp của những kẻ phản động, cơ hội chính trị mang danh trí thức nhưng đã thoái hóa biến chất, bất mãn tiêu cực với bề dày thành tích vi phạm pháp luật. Hiện nay, kẻ thì đang ở trong khám tù, kẻ thì đang tiếp tục điên cuồng chống phá đảng, nhà nước ta. Vậy, chúng có tư cách gì để kêu gọi đảng, nhà nước và nhân dân tuân thủ hiến pháp? Đúng là những kẻ đạo đức giả. Chúng ta không kỳ thị, không ngăn cản việc người dân lập hội, tự do ngôn luận, báo chí, song phải tuân thủ theo quy định của hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Điều 25, Hiến pháp năm 2013 đã quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Việc một số hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá đảng, nhà nước và nhân dân ta đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là hành vi cần phải vạch trần, kiên quyết đấu tranh loại bỏ.